bà đúng nhỉ? Không, Lan, vay cô 1 triệu thôi. Là xin chào các bạn. Các bạn có biết rằng mỗi năm các tổ chức tài chính tín dụng vi mô, quỹ tín dụng nhân dân đã tiêu tốn rất nhiều chi phí, thời gian và công sức để vận hành, nhưng kết quả thì lại không hề tương xứng. Chi phí và tổn thất thì không ngừng gia tăng, các vấn đề thì liên tục phát sinh, đặc biệt là các rủi ro vướng mắc về mặt pháp lý. Cái này là sao đủ được tôi không đặt hết chứ? Đây vẫn còn thiếu này, các bác sĩ đi đâu ra đây? Đây vẫn còn thiếu đây đây đây. Mà vay được nhỉ? Vay 3 triệu. Lan, vay 1 triệu thôi. Là. Sao còn chưa xóa bỏ ngay phương thức làm việc thủ công, gây nhiều phiền toái và tốn kém? Với chiếc máy tính bảng nhỏ gọn cài đặt ứng dụng mini của Canon Circle trên tay, bạn hoàn toàn có thể yên tâm, giảm thiểu sai sót khi nhập liệu hồ sơ, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu tối đa chi phí in ấn giấy tờ, bảo quản chứng từ do dữ liệu được số hóa, thuận tiện khi di chuyển công tác. Giải pháp mini là phần mềm hỗ trợ quá trình thu thập thông tin khách hàng nhanh gọn theo phương thức mới, tích hợp tiện ích đa dạng trên thiết bị di động, áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới với các điểm mạnh, thiết kế các trường thông tin lựa chọn sẵn, giúp thao tác nhanh chóng và thuận lợi, các bước thẩm định tuân thủ theo trình tự chặt chẽ tránh thiếu sót, chức năng chấm điểm tín dụng và xếp loại tín dụng tự động, có thể cấu hình linh hoạt theo tiêu chí và công thức của tổ chức. Chức năng này giúp cho việc thẩm định và phê duyệt chính xác và nhanh hơn, từ đó đưa ra quyết định cho vay có căn cứ phù hợp quy định của tổ chức và của nhà nước, giảm thiểu tối đa các rủi ro pháp lý về việc sử dụng sai quy định về cho vay. Mini có tính linh hoạt cao, kể cả khi làm việc tại địa bàn xa xôi, không có kết nối internet, di động vẫn có thể sử dụng khi offline, khả năng truyền tải thông tin nhanh chóng ngay từ địa bàn, cập nhật lên hệ thống để yêu cầu xử lý, thuận tiện cho việc quản lý, theo dõi và ra quyết định, dễ dàng truy cập lịch sử tín dụng, tìm kiếm, truy vấn và kiểm soát các thông tin đã được kiểm điều theo thời gian, không lo thất lạc thông tin, in các mẫu đơn hồ sơ cho vay theo thiết kế của tổ chức. Ngoài ra, phần mềm mini giúp nhân viên tín dụng gia tăng thu nhập cá nhân bằng việc tham gia khảo sát thông tin khách hàng theo yêu cầu phát sinh từ các đối tác. Còn ở vai trò lãnh đạo, bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lý, khai thác, tra cứu dữ liệu, đau đầu với bài toán kiểm soát tối ưu phương thức vận hành, phát sinh nhiều vấn đề trong quá trình bảo mật thông tin, lưu trữ dữ liệu, hay đang chật vật với phương thức quản trị hiện tại do có quá nhiều lỗ hổng, không thể quản lý nhân viên một cách hiệu quả, không nắm bắt được đầy đủ thông tin hoạt động của tổ chức, dẫn đến không thể đưa ra quyết định chuẩn xác, kịp thời về sản phẩm, khách hàng, quản trị rủi ro. Hãy yên tâm, chìa khóa nằm ngay tại đây. Corby là phần mềm lõi ngân hàng, được lập trình thiết kế, chuẩn hóa các hoạt động quản lý, kiểm tra giám sát các tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân. Corby hoạt động trên nền tảng công nghệ tiên tiến với giao diện dễ sử dụng và các điểm mạnh, lưu trữ và tự động sao lưu dữ liệu an toàn trên mạng lưới điện toán đám mây, cho phép quản lý tài chính bằng phương thức kiểm soát trực tuyến và tức thì tất cả các hoạt động của tổ chức, thu hẹp khoảng cách và thời gian xử lý công việc khi kết hợp nhiều bộ phận. Hệ thống core linh hoạt, dễ dàng tích hợp với ngân hàng và ví điện tử, quản lý nghiệp vụ kế toán và tài chính, hạch toán tự động đối với nghiệp vụ tín dụng, tiết kiệm và dự phòng rủi ro, hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thống kê và các báo cáo luôn tự động theo yêu cầu của tổ chức, đảm bảo tuân thủ thông tư, tiêu chuẩn hiện hành của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước, hỗ trợ xuất dữ liệu, báo cáo dạng Excel và các chỉ số hiển thị qua dạng biểu đồ trực quan, số hóa việc quản trị, giám sát sổ sách chứng từ. Corby Mini là hệ thống mở, đảm bảo các tính năng có thể đáp ứng được đặc thù của từng tổ chức, là giải pháp hoàn hảo cho hoạt động quản trị của các tổ chức tài chính, tín dụng và tiết kiệm, mang lại các lợi ích, giảm thiểu mọi loại chi phí, vận hành, nhân sự, lưu trữ, bảo quản chứng từ, giảm thao tác thủ công và các rủi ro từ thao tác nhập liệu sai, thông tin không chính xác, giảm bớt các khó khăn trong việc tuân thủ các quy định pháp lý, cung cấp thông tin đầy đủ và nhanh chóng để đưa ra những quyết định phê duyệt tín dụng chính xác, giải ngân phù hợp, kiểm soát sau giải ngân dễ dàng, nâng cao chất lượng trong việc giám sát, phục vụ khách hàng, nhanh chóng gia tăng doanh thu cho tổ chức. Ngoài ra, phần mềm Tizo tham gia hệ sinh thái đồng bộ cùng Corby và Mini với vai trò là ứng dụng dịch vụ cá nhân sử dụng trên điện thoại thông minh. Phần mềm Tizo được tích hợp nhiều tính năng và ưu đãi, giúp mang đến cho người dùng những tiện ích tức thời và tiết kiệm lớn trong những chi tiêu phổ biến hàng ngày. Canon Circle là một tổ chức công nghệ với đội ngũ kỹ sư trẻ cùng các chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm, làm việc chuyên sâu tại các tổ chức tài chính tại Việt Nam với cách thức tư vấn và thúc đẩy tài chính toàn diện.
với bộ ba ứng dụng Corby Mini, Tizo, Canon Circle đang từng ngày phát triển và nâng tầm giá trị, cũng như tạo ra một phương thức làm việc hiện đại và năng động hơn trong xu thế công nghệ hóa, góp phần nhanh chóng mang lại dịch vụ tài chính tới nhiều người hơn.